Dạ chị cần hỗ trợ chị không chị? À em cái iPhone 12 này là mấy tiền? Dạ 12 là 20 triệu chị. À còn có 11? Dạ 11 có là 16 triệu chị ngay. Còn có X nha em? iPhone X nó là 8 triệu á chị. Còn cái 7? 7 là 4 triệu chị. Rồi còn có 8 Plus này là mấy? Dạ 8 Plus là 7 triệu 6 á chị ngay. Dạ thế chị quyết định mua máy mua chưa chị? À chị thấy em ngầu mình buồn quá, chị vô chị hỏi gió cho vui để thôi chứ dịch bệnh đi thất nghiệp thấy tủ mà tiền đâu có mà mua em. Chứ vui vẻ lên nghe, chứ vui vẻ lên nghe. Ủa chứ em định đi đâu rồi á? Mỗi lần sổ buồn vô tủ đi đâu, tụi đi công việc xíu tôi về trừ á. Thôi, yêu tổ quốc yêu đồng bồ thì ở nhà giùm xíu đi. Ông đi nhậu đúng không? Chờ xí để tôi chạy ra tôi mua màu mua bia về tôi với ông nhậu. Ưng hết ok nè, bật lên ở nhà tôi với ông đó. Còn Ưng có ghé hả? Chờ xí. Đó, ghé riêng ông lành cành đồ chưa? Ở nhà mà vừa có cào để nhạo nè, vừa có người hát karaoke, vừa có ghé nóc bia ôm luôn, xương rứa xương rang nữa. À quay, nhạo sang mà mệt mỏi ưng mất so bất gần chi, tôi lồn luôn cho ông luôn. À, bộ sự tôi đi ta viện ta đồ, bố trí đây mấy bữa nay đó hả? Thôi, ông hiểu đứa được rồi, thằng bậy như chữa bậy mà, ở nhà chóng lành, ngon, tối có thử. Ê, cái câu nè vòn ngơ ngót đột nát khu rừng giò kia, hãy hãy. Mày biểu tao kể cho mày nghe, mày thề mày không kể cho ai hết. Mà 10 phút sau, 40 đứa yên bắt tao hỏi là nè. Ừ, này.